Tổng thống Mỹ Barack Obama được đánh giá rất cao về tài hùng biện, với những bài diễn văn đầy cảm hứng cùng sức lay động to lớn, thế nhưng ai cũng có bí mật và dĩ nhiên, ngài Tổng thống Mỹ cũng không ngoại lệ. Những ngày qua, những diễn thuyết của Tổng thống Obama được cư dân mạng Việt Nam chia sẻ nhiệt liệt trên Facebook. Ngồi chuyện hay là lẽ đương nhiên, thì lời khen hầu hết đều dành cho cái sự không cần giấy của ngài Tổng thống. Thế nhưng theo tiết lộ của CBS News, từ nhiều năm trước, mọi Tổng thống Mỹ cũng như nhiều nguyên thủ khác, trong đó có ngài Obama đều sử dụng thiết bị phóng đại chữ trong suốt thường dùng trong truyền hình để nhìn và đọc theo nhằm đảm bảo nội dung được truyền tải đầy đủ, khúc chiết. Hoạt động của thiết bị này khá đơn giản, gồm hai mặt gương được treo trên giá mỏng nghiêng 45 độ, thường ở hai bên trái và phải. Chữ trên màn hình sẽ hiển thị một mặt cho người đọc nhìn, thường ở phông lớn từ 56 đến 72. Người điều khiển máy sẽ có nhiệm vụ lắng nghe và chờ diễn giả, thậm chí ngắt nghỉ chữ theo đúng nhịp thở, dừng trước khi chuyển sang dòng mới. Điểm độc đáo của chiếc máy này là khán giả sẽ không nhìn thấy phần chữ soạn sẵn và nếu khéo léo, diễn giả sẽ cho họ cảm giác đây hoàn toàn là một buổi nói chuyện tự nhiên không soạn sẵn. Phát hiện này khiến cho nhiều người ồ lên, bể hóa ra ngài Tổng thống vẫn phải có sự trợ giúp của công nghệ. Chưa kể đến rằng ông rất hay sử dụng thiết bị này, dù cho đó chỉ là một buổi diễn thuyết ở trường học hay giao lưu ngắn ngủi. Thế nhưng theo nhà báo Nolly, lý do ngài Obama rất thích sử dụng thiết bị này chỉ xoay quanh chuyện ông rất giỏi việc diễn như không diễn khi hùng biện trước đám đông với chiếc máy. Cách này cũng cho phép ông có được sự giao tiếp bằng mắt với người đối diện nhờ ưu điểm trong suốt của thiết bị này và điều này tạo được thiện cảm nơi công chúng như điều ông làm được ở Việt Nam những ngày vừa qua. Jonas Trigan cũng rất thích thiết bị này và rõ ràng là nhìn máy tiện hơn rất nhiều chuyện nhìn lên, cúi xuống đọc giấy. Nhưng ngài Tổng thống Bush thì không như vậy, trông ông rất luống cuống và bị động. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình vẫn cho rằng những chính trị gia nào lệ thuộc vào thiết bị này là đa phần diễn thật chứ không phải là diễn giả, thậm chí chẳng xứng là người lãnh đạo. John, thư ký của Clinton trong Nhà Trắng cho rằng, những khi cần tuyên bố chính xác, thiết bị này vô cùng hữu ích, nhưng khi muốn nói một cách thuyết phục hơn thì nó lại là yếu tố hạn chế. Hiện tại, ông Obama cũng đã được khen là bớt hẳn sự lạm dụng thiết bị để đọc và phát huy hơn thế mạnh hùng biện của một cựu sinh viên luật. Bên cạnh chuyện thiết bị, có rất nhiều lý do liên quan đến thực tài và nhân cách để làm nên tên tuổi của vị tổng thống nổi tiếng trên bục thuyết giảng. Trên trang Lock đã phân tích rằng một trong những lý do đó là sự khiêm tốn, khiếu hài hước và khả năng chinh phục cả những phe đối lập của ông. Một phát hiện khác là khả năng sử dụng linh hoạt những cấu trúc ngữ pháp của tổng thống như phép lập, phép ẩn dụ và sự thắc mở, cao trào luôn hấp dẫn người nghe và tạo thành phong cách diễn thuyết riêng biệt. Ngoài ra, việc thể hiện tình yêu cũng như sự tôn trọng của ông dành cho đệ nhất phu nhân Michelle cùng hai cô con gái trụ cũng khiến những phần phát biểu của Tổng thống Obama trở nên vô cùng gần gũi. Những chủ đề Tổng thống chọn cũng rất nhân văn gần gũi, nhưng tất cả đều đi đến một mẫu số chung là lợi ích của cộng đồng, quốc gia chứ không phải là cá nhân. Theo bài phỏng vấn, với các nhân vật phụ trách, soạn thảo diễn văn tranh cử phát biểu cho nhiều Tổng thống cũng như quan chức Nhà Trắng thì điều làm nên bài diễn văn tốt gồm đi nhanh vào chủ đề chính, không lan man. Bên cạnh chuyện sử dụng văn nói dễ đọc, dễ hiểu, bài diễn văn cũng nên có vài điểm hài hước, để người nghe thư giãn. Bạn cũng phải tranh thủ sự đồng cảm của người nghe, để họ thấy mình trong đó, dù bạn đang nói về vấn đề gì. Và quan trọng hơn hết, chính là phải chinh phục người nghe từ phần mở đầu. Ác hẳn đó cũng là lý do tại sao ngài Obama lại mở màn diễn thuyết của mình bằng câu tiếng Việt. Xin chào Việt Nam. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.